giờ mình làm đó niệm Phật tiếng liễu thầy làm mình niệm Phật rồi mình niệm Phật bớt thôi ra coi được bớt không à, người ra đỡ đau không phải không đó sao nói gì đó gì đồ không có thể nói cho thể miệng không được mình không biết cách làm mà coi vô vậy nè con thở vô dài thấy im chưa mình nhưng mà không phải cái thực tế đau thì nói thầy biết đau. Đau hồi nãy không hay là bớt đau hồi nãy ấy mà ra đâu đau từ từ một cái này để lâu quá nguy hiểm quá mình bật biển nó đúng rồi nó bị thần kinh nó bị khó căng luôn rồi để lâu quá nguy hiểm gan quá liệu không liệu lâu nguy hiểm nó cưng hơn cái này không sao không để giỏi không sợ đau thôi đà không đà đây cái việc thích tâm lý không đạo không à. Ờ thích tâm lý đó để cái này đó tao tao có chút rồi bấm nhận rồi từ từ đi bữa nay mới từ từ mới đi cho em dưỡng nha quý vị nhưng mà nó bị co lại luôn quý vị nó bị co lại luôn lâu ngày quý vị thì bây giờ huynh ổng đã kéo ra quý vị như thế này từ từ chứ không một lần được ổng kéo ra ổng kéo từ ra quý vị ơi trong vòng 3 ngày thấy khỏe cái giò đó rồi mà kiểu huynh đà này là 3 ngày là cái giò đó khỏe rồi bữa nay nó nhẹ được 3 phần khi mà làm xong nó nhẹ liền 3 phần kiểu này là lên đây liền liền cây mới được cái này là phải mỗi ngày mỗi lên thầy đà ơi thầy dám cứu giúp cho em cháu ơi tôi chắc lẽ lên đây 1 chiến 2 chiến giúp cái nhà đó được giúp bên phía tôi có cháu đi ha chắc ăn tôi bảo đảm quý vị là 3 ngày quý vị thấy khác lạ liền. Quý vị thì rồi, từ từ cái giò đó của cháu từ từ bắt đầu nó nở ra chứ không còn teo nữa. Quốc cậu sẽ cập nhật tình hình chữa giò của bé Liễu. Hiện bây giờ quý vị thấy rõ ràng là hiện giờ là nó góc độ nó như thế này nào quý vị thấy rồi đó. Mai mốt thì bé Liễu sẽ ra sẽ cái giò nó sẽ ngay nữa. Trong vòng 3 ngày à? Ra nữa giờ nó sẽ thẳng luôn cái giò luôn. Từ từ nó phục hồi nó nở giò luôn đó. Sự thật là như vậy đó. Người thật việc thật nó đang làm đó quý vị. Tại cái thuốc của mình ở đây đặc biệt lắm quốc tạo ơi cái loại thuốc bí truyền trong này nó có 32 vị thuốc có mình là con co già co già không được à dạ không phải cái này đâu có khớp này nè tại ta không hiểu đó cái này thẳng không cái đó phải không rồi đúng rồi thấy nhiều hơn nhiều hơn ngại nhiều hơn ngại nhiều hơn ngại lắm rồi đó bảo đảm chút xíu nữa tàu nó xuống nha cái phải giải quyết những vấn đề bệnh này cứ xoa xoa cái cộng cộng gần gì đó nó cộng gần nó còn hai cộng gần chúa nằm gì đó chú hai cái hai cộng gần nó nằm gì nè hai cộng gần mình để gì nghe nè hai để nè hai để nghe mình để gì nè không nó cứ nhắc nè nó cứ nhắc là hai cộng chúa nằm đó nó bị can vậy nè tại vì đó nó thẳng như vậy nó can nó cong nó giật lên mà từ từ nó nhổ đi đâu chỉnh sửa đi thường xuyên xịt là xịt đủ không xịt đủ á cho thuốc nó nở ra nó thấm vô tay một hồi cái nó khô xịt hoài vậy hả tiếng hồn xịt hello quốc tạo nghe giờ nếu mà sớm thì giờ này mấy giờ rồi đó bốn giờ mấy để gỡ số điện thoại qua cho chị ha rồi chị điện cho chú ha rồi cái là chú nói cho mình rõ ràng hơn dạ nó mô với đạo Phật dạ phết vô cái băng không bà phết vô băng cái da dạ dưới cái nhượng đó ừ hay lắm da dạ dưới cái nhượng nhiều quá nó bị co gì hoài luôn á hả bên cái giò bên này có gãy không làm sao mình cứ gãy có chụp ít quang dạ nè nè cái đèn nè cái đèn nè cái pin đâu bà ơi cái pin của em đâu cho cái giò này nó gãy à dạ ông coi cái bây giờ cái giò này con nhúc nhích không được luôn à
nó nặng à, nó có nhức rồi rồi nhảy lẻo qua đây rồi vô đây cầm máy. Dạ, để chú tư vấn cho con như thế này để cho con vững cái tinh thần cách trị bệnh ha. Nó nói cho em tôi biết đi. Còn là không làm cho con đau, ta dùng thuốc, thấy là cho mày cái vết thương con nó nặng, cái thuốc này nó rất đặc biệt tới đây này, những người gãy xương nó bó đắp từ từ nó liền xương lại, để ví dụ con nhất nó trị nhất rất là đại tài ha, cái là nó nhất mình để vô cái chỗ nào ví dụ trong cơ thể mình chỗ nào cái máu nó không thông lại thì cái phết thuốc này tự dẫn máu lại để nuôi cái chỗ mà mất cái máu của mình, thì cái chỗ nào đó mà như là máu nó bị bầm nó đông máu rồi đó, hơn những cái cục máu đông á, cái thuốc này nó giải quyết luôn, lạnh tản ra cho đều đúng rồi đó chú phải nói chuyện gì cho em của con vẫn đó thì con vững tâm. Còn vấn đề bên cái trên của con là bị ngực á, thì ở đây hoàn toàn là chưa có cách điều trị, tại vì muốn cái điều trị của con á nó phải áp dụng thuốc uống ở trong, nó dùng cái nhựa mụ u trong lấy từ thân cây á, còn cái mụ u này nó đã bào chế rồi, nó lấy chiết xuất từ cái thái tự, nó không có đem kết quả cho mình. Nó cái nhựa mụ này nó đã chiết xuất, nó nấu thành rồi, nó phết vô nó trị những cái bệnh ngứa nó có thể là tạm thời được, là những cái vết rẻ thường nó có thể được giải quyết được, còn như cái bệnh của con là nó nặng rồi, không có thể dùng mụ này không tốt đâu. Mà chú dám bảo đảm nếu mà dùng được cái nhựa mụ u từ cái thân người lấy ra đó, thì muốn lấy cái nhựa mụ đó trước hết là cái cây của mình nó mình đục vô trong. Rồi từ giấc chiều đó tới sáng cái thắt nhựa nó mới nhỏ ra, cái mình mút vô mình mới giải quyết được cái vấn đề này. Vậy là mà cái hay một cái là cho con yên tâm, nếu mà mình đặt mua được cái nhựa mụ đó, chú sẽ kết hợp một hay bị thuốc bắt vô để trị cho con về cái vấn đề cái ngực của con đó, thì yên tâm một cái thí dụ mình đắp vô đây tự nhiên máu mủ nó rút ra cái chất dịch vậy trong cái phần cái bệnh của mình đó, rồi tự nhiên nó rớt ra ngoài cái miếng vải đó rồi, nó không làm đau đớn cái da con, không đau làm đau đớn cái vết thương con đó. Nó rất là tuyệt vời chỗ đó. Bây giờ trước hết là hai chú đến đây để trợ giúp cho cái phần nhức đau cái giò con, cái giò này bắt đầu nó teo, cái này do ảnh hưởng cái bệnh từ ở trên này và do cái thắt lưng của con ha. Cái thắt lưng con lúc trước á nó cũng bị hay nhức thường. Một là chú bảo đảm nó là thoát vị đại tiện hay là nó bị thối hóa cuộc sống lưng nữa rồi. Con chưa bệnh là con bị nứt lưng không? Có. Có nứt lưng là ra con chỗ rồi đó. Đúng rồi. Là hai cái mông con nó hay thường nhất. Nó mới tắc nghẽn mà nó không có. Mỗi hay dài nữa thì lối chất nuôi cái khớp của mình không được, nó nuôi toàn thân của mình không có được. Chạy xe rất chậm, máu mình chạy rất chậm, nó bị tắc nghẽn mà máu à. Chạy cái lưng thử nó gây cái tê. Ví dụ người ta mạnh dạn nước máu thông xuống đây rồi nó trở về những cái tự nhiên của đó. Bộ này thí dụ lâu nó mới được thông xuống tới đây. Mà những trở lên nó trở không nổi, bắt buộc nó gây tê nhất do cái thắt lưng của bạn xưa nó bị đau kinh tỏ, đau cuộc sống lưng mà cũng là cao nhất của nó là thoát vị đại tiện, nó làm chèn ép thần kinh, nó làm thần kinh tỏ của là hai bên ngồi của con á bị thốn, gọi là thần kinh tỏ là cái chỗ ngồi phải không, nó ảnh hưởng cho cái chi dưới phải không, cộng thêm cái bệnh trên nó hành xuống ở đây nó diễn tầm. Chú thuốc là đây là có ông thầy đà giúp cho con thận cái này để cho con khó đi đau nhức của con cho nó dễ chịu một chút. Cái này cái đóng phim này chú cắt được. Chú xem đi, nó có hở đó, có hở gan chỗ đó. Đúng rồi. Hở cái này chứ. Đúng rồi, nó bị gãy ngang rồi, bị gãy ngang. Cái này nó bị gãy ngang cái gì rồi. Như vậy là khó khăn. Mà nhưng với cái thuốc này chú có rất là lòng tin. Mà có một điều kiện là bây giờ coi là không phải công chuyện đi qua lại khó thôi. Anh em nghĩ lắm rồi. Bây giờ chú phiên con cái đi, con phải cố gắng làm sao cho dần. Mà chính bản thân con nó tự con xây nó không có đau. Như ví dụ chú vợ giúp mà chú gịch qua thì nó làm đau con chịu nổi, mà con phải tập cho mình có cái nhận kéo bệnh rồi con gà gì nó máu nó cũng thông được mình chút được. Cái cách nằm của con này con nằm đưa cái nệm nước bây giờ
cái này phải giúp cho em cháu nó một cái niệm nước cho nó nằm cho nó thoáng cái lưng. Tại vì nằm một chỗ quá cạo. Ok, lâu đó gì đó nó đã tôi lo cho em thôi. Bị cái da mình bị ảnh hưởng. Cái phim gì thôi. Cưng có nằm mà niệm nước không? Không, cái này bình thường. Vậy là gì nữa thì anh là lấy anh kiếm niệm nước cho cưng. Đúng rồi, gắng giúp cho cháu nó đi ha. Bình thường ăn tôi mà tôi giúp hết trơn á, mấy huynh cứ cố gắng giúp cho nó. Vậy con sẽ chuẩn bị tinh thần cho ông chú Rà cứ giúp cho con. Mà thật ví dụ con có đau con cứ nói. Tại vì theo những người bình thường á, người ta phải thông huyệt, trước hết là thông huyệt. Thì thông huyệt ít nhiều nó đau, mà hoàn cảnh của con, cái đau của con thì cái người đi người ta biết cách chạy ha. Nó theo cái sức của mình. Như người già người ta chạy cách khác, người trẻ người, người bệnh nặng người ta chạy cách khác. Rồi. Mà con phải tự tin lên, con phải tự tin lên. Trước hết con gắng cố gắng niệm Phật, giờ con thầm niệm niệm đi. Trước hết là của quyền các tổ quân bà ông trên thầm niệm Tam Bảo. Mời vô con có gì vô, làm nhớ ông thầy Đà đây giúp cho con nhà ơn trên mời vô cho giúp cho em nó. Bây giờ chỉ có cái niệm Phật thôi ha, có cần cái gì nữa thì nói cho mình nè. Trả cá này được không anh? Bây giờ vậy nè ông thầy Đà, cái giò này nó bị co rồi, nó bị giống như cái cờ nó bị co thắt thầy. Thầy Đà từ làm giờ là làm gì cũng từ từ nha, tại vì em nhiều lần mới bắt đầu tự cái giò. Làm thầy cái áo này được không thầy? Rồi quân lui lui đây chút xíu à, lui xíu bà mời vô trong hỗ trợ với ông này. Bây giờ hết cái đường kiếm. Bà mời vô trong hỗ trợ với nó tắt máy. Bà mời vô trong để hỗ trợ với thì cái bữa đó thật ra thì hôm nay mới có duyên để gặp được cái cháu ở đây. Cái bữa đó Văn Hiếu á nó nói với huynh gì nào quốc tạo. Nói có một cái ca bệnh như của cô Liễu. Dạ trò thẳng đi cho nó nhẹ lợi, có thể là giúp nó được nhiều phần trăm, nó phục hồi sức lực mình về cái giò cái gì. Cái con nói chỗ này ha, khi mà con bước tới cái nhà này có những cái mà con nói, con không biết, con nói gì đó. Cũng nó cũng kịp kìa. Chứ phía đây, chứ phía đây, chứ là tôi không dám quên, quên có thể nói rồi, quên có thể giúp cho cái thẳng đó nó như thế nào, quên nói thẳng ra là giúp như thế nào. Quên thấy là quên giúp à. Quên đi vòng vòng coi đi. Con coi có nghiệp lực ở đây không? Ôi rồi, chói cho nó mát. Bây giờ đi qua. Bắt vô lớn rồi, chờ nó. Qua bằng thuốc nha. Qua cái loài trong bệnh xung xóa trước. Dạ. Cái thuốc này mình điều trị hay sao vậy chú? Thuốc này nó làm cho răng nó cứng răng, khi mình dẻo răng nó cũng sửa ra được. Dạ. Làm cho máu chảy đều, răng cốt rồi. Dạ. Được, mình điều trị coi. Nó không có tác dụng phụ gì hết luôn nha chú. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đủ làm lần. Chú làm lần cho nhẹ, chú làm lần cho nhẹ hay có làm lần một lần. Cái này à. Cái thường ngày bé Liễu này con có bị ngứa không bé Liễu? Có ngứa à? Con ngứa dữ rồi, nó tê giò gãi dữ lắm, gãi ngứa. Máu lưu trong cổ nó ngứa. Thì đúng rồi, giờ tắc nghẽn mạch máu nó không lưu thông được, nó sinh ra nó tê nhức mỏi rồi nó ngứa nữa. Đúng không? Đúng không? Báo huynh. Cái đôi chàng mình kéo đi, dễ làm. Không có cái lăng nhỏ không? Để kéo lên cao nữa, để kéo lên cao nữa mới thấy được Quân đang làm. Thấy mà, thấy rõ mà. Bây giờ kính thưa quý vị thì Quốc Tạo cũng cố gắng để đến đây để hỗ trợ cho Bé Liễu đi bước những cái người thầy hay của cái vùng của mình. Thì nếu mà quý vị nào mà ở vùng xa mà có thấy giúp được cho Bé Liễu cái gì thì xin liên hệ Quốc Tạo. Tạo sẽ dẫn đến đây là giúp cho Bé Liễu, cũng là em nuôi của Quốc Tạo. Quốc Tạo rất là thương nó, tại vì thấy hoàn cảnh gia đình nó như vậy đó. Rồi Quốc Tạo cũng là kết nghĩa anh em để giúp cho Bé Liễu. Thì quý vị thấy ở trước mặt thì Vinh Úc Đà đã dùng cái phương liệu là để so thuốc vào để làm cho nó đã thông kinh mạch.
để cho cái giò nó coi cái nó nghĩa là nó nhẹ đi và hoạt động lại. À, mình điều trị như thế này có thể là mình điều trị dài hạn đúng không vị huynh đàn? Dạ đúng rồi. Dạ, cái một ngày một bữa sao hết được? Nó theo dõi dài hạn mà được. Vì mình mới đây mình hỏi mọi người này sao? Dạ. Quân cũng nhấn lâu lâu cũng nhấn thời gian quân quân lên hết quân. À, sẵn là lại cái sớm của đại luôn ha. Từ giờ cũng như thương nha. Đúng không? Chỗ đó nó xin nó quân. Ờ, biết. Rồi đó là mời nói cho mời đây để họ hỗ trợ coi xuống lại thì cho nó hỗ trợ. Đào nói với chú nghe từ có đào nói chú đào còn không đau tiệm luôn đi đang để chú biết ông làm cho mình mạnh tay cho mình nữa, nó khỏe mà nếu mà chịu sức ra chịu được thì cứ cho chú làm còn nếu mà đau thì chú nên tưới chị cực khổ với em Liễu suốt một thời gian qua rất là lâu. Thì lúc em Liễu bệnh tới giờ bao lâu rồi mọi người? Bị cái giò là 7-8 tháng. Bị giò là 7-8 tháng rồi. Còn bị ở trên kia, bị ở trên cái vú. Ờ, 2 năm mấy. Quá lâu. Ủa hả? Đeo đẳng hoài thế này, một lực thao cho nó đi. Cho nó cũng hiền hậu, nó khỏe mạnh, nó cũng được phạt em trai. Sao tôi cứ nói rồi, sao tôi cứ nói cho mẹ ba ba giúp gì giờ có giúp, mà cứ nói. Bây giờ đi dính rồi mình rồi. Ở chứ đó là cái phần nhạy cảm của vậy, quá cả không có quay, quá cả chỉ quay cái giò thôi quý vị, cái gì cũng quan hệ nha. Thì quá trình là trị liệu của chú thì quá cả cũng cập nhật quay cho quý vị xem. Nhớ tôi cay cay do ảnh hưởng cái thằng thấu lời té đồ thằng cái nó hết thì có 7 rồi còn 3-4 rồi. Phải nghiêng bên kia qua cho chú ông làm luôn, nó mới yên thuốc thấm vô yên thuốc này ở đẳng mấy cái người cô đẳng thuốc sức mẹ sớm rồi tim ta ai cũng khen nó thuốc này tim nó giò cẳng bên kia người ta sinh sống bên kia đang đứng kia đi vào mầm đó im đó giờ ấy là cái tay bắt đầu gọi ừ. Để coi chú Út Đà ông tính sao nó còn giò nó nhất sao nó không nghe giò ra được ta nó nghe cái giò bên đây nó không có bị đâu nó nghe được đâu ông anh Giang chút bên trước, ông Giang vô bên dưới chút xíu cho nó tỉnh nằm. Thì nằm nó đau thì mình nghỉ. Chú cứ ăn gian, chú ăn gian thế nào, chú ăn gian đi rồi ngày nào tới hết được rồi chú để cho bà tha. Nghe bà cậu thầy cho hộ hiểu nó mau hết bệnh cái gì thôi. Giá cho nó nguyên trị cho nó được nó mau hết, bây giờ cái gò nó khó khăn. Nhà không? Ở trên nó bây giờ. Cái nhà bên nhà. Mình dưới nhà qua chứ. Dưới trên nhà
rồi ăn cơm rồi, cơm rồi với con. Sáng giờ đắng, sáng giờ chị bệnh đắng. Con ơi, Vậy thì đại diện khác đi rồi ổng lên ổng nói rồi hai anh em quay. Chắc phải siêu môn luôn á. Lúc này lúc ta người ta đang chữa bệnh hấp dẫn đây mà bà con ta đang trong trong mắt coi bỏ máy rồi. Lúc này là bà con ta đang trong coi là coi mới liệu mấy chị bệnh như thế nào. Bây giờ mình làm đó niệm Phật tiếp nha liệu. Thầy làm mình niệm Phật rồi mình niệm Phật. Bớt đau hồi nãy không? Đau hồi nãy không? Hay là bớt đau hồi nãy? Đấy mà ra người ta. Từ từ. Một. Cái này để lâu quá nguy hiểm quá, mình bận. Nó bị căng luôn rồi. Để lâu quá nguy hiểm gan quá liệu. Lâu nguy hiểm nó cưng hơn. Cái này không sao, không gãy rồi, không gãy đau thôi. Đây. Cái việc thích tâm lý không đạo biết không? Cái này đó, từ từ đi bữa nay, mới đi cho em nó đại dưỡng, cái thấy nó còn đau, người ta đẩy mà bị cái này. Lúc trên nó xuống đời, dưới lúc lên. Cái giò bên phải nè quý vị, cái giò này không có bị đâu quý vị, nhưng mà nó bị co lại luôn quý vị, nó bị co luôn lâu ngày quý vị. Thì bây giờ Quynh ổng đã kéo ra quý vị, nhưng cái này từ từ chứ không một lần được. Ổng kéo ra, ổng kéo từ từ ra quý vị ơi. Trong vòng 3 ngày thấy khỏe cái giò đó rồi, mà với Quynh đà này là 3 ngày là cái giò nó khỏe rồi. Bữa nay nó nhẹ được 3 phần, khi mà làm xong nó nhẹ liền 3 phần. Kiểu này là lên liền cây mới được sơ. Cái này là phải mỗi ngày mỗi lên à, thầy Đà ơi, thầy dám cứu giúp cho em cháu ơi. Tôi chắc có lẽ lên đây 1 chuyến hay 2 chuyến giúp cái nhà cháu được. Giúp bên phía tôi nha.
con coi già có đau nói nghe, coi già cái đầu nghe. Hơn nãy thấy không? Đó, hơn nãy liệu, hơn nãy liệu, hơn nãy liệu. Coi lại đi chú đã. Hơn nãy liệu đi mới liệu. Cái gì nó thầy đà nó để con. Nhiều khi em cháu nó nhỏ, nó tinh thần nó muốn chắc mình phải động viên cho em cháu. Bây để nói với Quỳnh là không ai lại đây được đâu, chỉ có nên tôi không mà tại tôi với nó từ đó giờ hai anh em mới biết nhau. Bây giờ người khác lỡ nó ngại nó không có chịu đâu. Cá liễu uống thuốc tây á con. Dạ. Mình cũng nói với bác sĩ là cái tình trạng cháu nó bị gãy xương đó, người ta cho thuốc uống bổ xương, tạo canxi, có kháng sinh đồ này kia, có kháng sinh rồi nó trị mấy cái khác. Gan lên mới được, kéo kéo rồi cho mạnh tay chứ nó còn từ kìa. Cái này cần phải uống thuốc giải độc gan mát gan, phải cái thận mình chủ về. Ông có đưa cho anh cái loại tảo nè, lúc trước ông cũng bị tai biến, ông uống loại tảo đưa hết nè, để nữa anh đi kiếm đặt mua. Độc gan chủ về luôn, cái đó phải. Nếu còn mò già con nó cái đầu mò gì đặc biệt, mò gì đặc biệt, mò gì đặc biệt, mò gì đặc biệt. Ồ, đi mới đâu dài hơn nãy nãy giờ mấy xíu à. Yên quá được rồi đi. Ba ngày sau thẳng được. Yên mới liệu rồi bây giờ nó dài ra luôn nè. Sớm một chút xíu là dài ra. Ba ngày sau bắt đầu nó thẳng được. Từ từ cái giò nó nở ra. Nếu mà mấy huynh mà làm cho cái giò em của con mà nó thẳng ra phải không? Bên kia mà nó không nhất phải không? Là mấy huynh là ok lắm, nhưng mấy huynh là như qua đà đó. Cái vấn đề mà hai cái giò này thầy đà làm được, còn cái bên trên phần bộ ngực thì mình có cái cách riêng. À, cách riêng ha. Bây giờ trước mắt là mình cho rượu. Cứu dùm hai cái giò của cháu đi ha. Chắc ăn tôi bảo đảm quý vị là ba ngày quý vị thấy khác lạ liền. Quý vị thì rồi, từ cái giò đó của cháu từ từ bắt đầu nó nở ra chứ không còn teo nữa. Quốc Tạo sẽ cập nhật tình hình chữa giò của bé Liễu. Hiện bây giờ quý vị thấy rõ ràng là hiện giờ là nó góc độ nó như thế này nào, quý vị thấy rồi đó. Mai mốt thì bé Liễu sẽ ra, sẽ cái giò nó sẽ ngay nữa trong vòng 3 ngày à. Ra nữa giờ nó sẽ thẳng luôn cái giò luôn, từ từ nó phục hồi nó nở giò luôn đó. Sự thật là như vậy đó, người thật việc thật nó đang làm đó quý vị. Tại cái thuốc của mình ở đây đặc biệt lắm quốc Tạo ơi. Vậy ha. Là cái loại thuốc bí truyền trong này nó có 32 vị thuốc đó. Có mình là con coi già coi già không được à, dạ không phải cái này đâu, có khớp này nè. Đúng rồi, tại ta không hiểu nó thế này. Thẳng ra thôi đó phải không? Rồi đúng rồi. Tưởng đưa cái giòi không được. Dạ bé Liễu nói là chỗ này nó vậy rồi. Ông chú thầy, ông thầy nó cũng biết luôn vậy. Dạ, ông chú kéo ra không được. Út Đà nó biết luôn. Rồi vậy chỉ là chú dạ chị Đào con bấm vài cái là con nhẹ giòi liền ạ. Vậy là chú sẽ bấm huyệt này luôn quý vị ơi. Quá hay, quá siêu, quá siêu. Quốc Tạo cũng lần đầu tiên mà thấy mà cái chữa mà cái ca bệnh mà ngặt nghèo mà đặc biệt như thế này luôn mà rất là. Đó, nói thôi cái này không à. Mô đi đập Phật. Quay cho nó có tâm chút rồi. Rồi từ từ xin vậy thôi chứ quay sao nữa giờ. Rồi từ từ xây chuyển lại mà chuyển được cái mình làm cái lưng được là giết chuyển luôn, là mạnh giỏi lên luôn. Là về phần chi dưới hay cái giò. Đúng rồi. Bây giờ dưới nữa là nó ăn nhất đó. Bây giờ quý vị mua ngoài cái mua tảo ra rồi mua gì nữa thì quý vị nói đi, quốc Tạo mua hết. Ở đây có thuốc nhất của thầy Đà có rồi. Còn cái thuốc tảo đấy mình hỗ trợ về phần ung thư. Rồi, vậy nó có bồi dưỡng. Thuốc tảo nó uống dễ không vậy huynh? Rất dễ luôn. Dễ đúng không? Chắc mình uống có thể là mình không ăn cơm vẫn khỏe luôn á. Thuốc dinh dưỡng rồi. Đúng rồi. Nó hỗ trợ rồi nó tạo lại những cái xương khớp của mình luôn, tái tạo lại những cái tái tạo cái tế bào chết. Rồi nó nâng cơ thể mình, nó trị trong cái thi mạch mình luôn, nó điều hòa lại. Rồi nó hỗ trợ cái phần ung thư. Nhưng đặc biệt cái bệnh trên chưa là hai cái ngực đó thì phải có cách trị khác, nó không có liên quan tới cái cách trị của hai cái giò. Mình làm bấm mì cái gì?
bây giờ tôi nghiên cứu một cái bài thuốc to thuốc bắc tôi gửi lên nặng hốt cái thuốc bắc Quỳnh cứ gửi thuốc gửi to đi rồi tôi cái chị là chị ngay phần trên đó nha. Ở phần dưới này thầy Đà giải quyết thì rõ ràng rồi rồi đó đó thì đó thì đang làm đó làm rõ ràng trước mặt mình nữa. Từ từ trong vòng 3 ngày quý vị thấy hả, cô bác hãy đón nhận tiếp tục mỗi ngày trong vòng 3 ngày là cái giò của bé Liễu này sẽ ok. Vậy là trong vòng 3 ngày hả Quỳnh? Không, 3 ngày nghĩa là nó có độ thẳng ra. Thẳng ra rồi. Nó phục hồi từ mà dám bảo đảm đêm nay nó nhẹ cái phần tê nhất. Bây giờ không dám cô Liễu nó có nhẹ rồi tê nhất rồi. Nó có giảm lên. Đau đau chỗ nào? Đau dưới kéo dài đau dưới. Đó, bây giờ nó gãn ra nhiều quá. Nó gãn ra để là 60% rồi. Gãn như đâu? Một vật. Gãn ra 60% rồi đó vậy. Ôi trường hợp này nó thì gặp biết bao nhiêu nó ra nhẹ chưa đánh cái nữa nha so cho giảm cái này cho giảm cái so cho giảm vì là bị cái cộng dây chằng dưới rồi cộng dây chằng dưới nó căng lại co hoài với nó quen cái lối đó rồi từ từ mới ra được cái này đưa vô thần kinh âm nó đó chỗ cộng thêm nó kẻ không ta nó cỡ cưng đừng có mắc cỡ, cưng không sao đâu, cưng ở đó đây là mấy người được anh tuyển chọn rồi đó, lấy làm cho cưng ra nhiều lắm anh em, bây giờ ra đúng rồi, ra nhiều nhiều rồi anh giờ dần cố gắng cái gì chỉ chỉ vậy thôi nghe cái sao đó rồi rồi đưa vào đây đi chút con lên chút khó đạo thứ đi cái chuyện này quan trọng lắm đấy. Bây giờ cái bác ở nước ngoài đang nhìn về là thì quý vị sẽ đón xem những cái video mới nhất về bé Liễu mà mọi người cũng đang comment với Quốc Tạo Quốc Thành hỏi là tình hình của bé Liễu bây giờ như thế nào rồi Quốc Tạo rồi cái giò khả quan như thế nào rồi cập nhật cho ta biết. Thì hôm nay thì thầy cũng cố gắng làm hết mình cho bé Liễu đây. Quý vị có cần biết số điện thoại của thầy Đà thì chừng nữa quá sẽ liên hệ Quốc Tạo, Quốc Tạo sẽ nhắn số điện thoại của thầy Đà qua cho quý vị. Nếu mà ở gần gần đây thì thầy Đà sẽ đi đến chỗ luôn nghe chú Quốc Đà. Dạ, gần gần đi luôn ở nghĩa Châu Đốc rồi thầy đi không? Đi Châu Đốc đi luôn. Là nhớ quý vị nha, là thầy trị miễn phí nha quý vị, thầy giúp cho mọi người miễn phí chứ không có lấy tiền lấy bạn hết trơn, nhớ kỹ điều đó. Rồi quý vị có cho tiền xăng thầy về thì thầy đi về, thầy không có xin gì hết trơn, đó là thật sự thật sao được Quốc Tạo nói vậy. Con Tạo thích có sự thật à. Còn không còn quý vị không cho tiền thì thầy tự dẫn xe về. Không có gì chứ á, dẫn xe chị con. Thầy chẳng dẫn bộ về. Nam mô Di Đà Phật. Còn Quốc Tạo cũng rất con có một linh cảm cái Liễu thì sẽ qua. Chừng nào mà Huynh Úc Đà đó mà có đi đâu đó mà thiếu tiền xăng đi đó thì cứ alo thẳng Quốc Tạo, Quốc Tạo sẽ tạo. Dạ, con coi giờ nó coi nóng dài hồi nãy thì quay ngang coi coi. Dạ dạ, đang quay. À, thấy nó nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn nhảy rồi nhiều hơn nhảy lắm rồi đó. Bảo đâu thì là phải xíu nữa là tàu nó xuống nha. Thấy hải này giải quyết vấn đề bệnh này mà cứ cho tao cộng cộng gần gì đó, nó cộng gần nó còn hai cộng gần chúa nằm gì đó chú, hai cái hải cộng gần nó nằm gì nè, hai cộng gần mình để với nghe nè, hai để nó hai trận mình để với nè không à, nó cứ ngắt à hai cộng chúa nằm đó, nó bị can vậy nè. Tại vì đó nó thẳng như vậy nó căng công người giật rồi mà từ của nó biết đâu chỉnh sửa riết là nó thuốc vô mà nó trở lại cái trạng thái tự nhiên đó, cái giò bên kia nó gãy từ nó mới kết nối cái xương lại từ từ, cộng thêm mình uống thuốc rồi nó tái tạo lại sẽ bình phục về cái hai phần dưới.
gán này con, gán này con, nó cũng phải có cái đau trong đó mà mình chịu đau nhiều thì mình mau hết vậy. Tại vì nó tắc nghẹn lâu rồi, nó bị bế tắc quá lâu, mình sợ nó phải có cái đau một chút. Mình thủ một búa cái đây nha, nhẹ nhẹ rồi lấy tay, lấy tay con. Quýnh bằng búa. Ông nói nghe ghê quá, ông nói gì. Quýnh bằng búa cái. Cho nên giảng không? Tôi đang quay phim ông á, ông làm sao đó nghe chú. Ông đang quay phim đó, ông quýnh búa gãy xương em. Nói thầy là thầy ống búa. Thầy búa. Nói nói đùa gì quý vị ơi, chứ Quýnh ngày nữa. Quýnh Úc Đà này là Quốc Tạo đã đi xuống dưới xem Quýnh trị bệnh cho nhiều người lắm không quý vị ơi. Quốc Tạo mới rước lên cho bé Liễu là em nuôi Quốc Tạo đó quý vị. Dễ chịu không? Quýnh như dễ chịu không? Chỗ đau đúng không? Chỗ nào đau? Chỗ ở dưới đó hả? Ở dưới đây, dưới đây dân à. Một đau, hai đau à. Nguyên nhân sao nó đau vậy chú? Thì cái răng, răng nó máu chạy không điệu, nó tụ đây nè, nó bắt buộc nó dạ. Nó rút giò lên, máu chạy nuôi giò không được dạ. Nuôi răng được, hình thử nó cứng cơ này nè. Nó bị trang, còn răng nó bị cong lại. Nó buộc mình mở huyệt nó cho từ từ thông. Ừ. Ngày 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 ra thấy không? Dạ dạ. Khó dịnh đó. Để nó hưởng được đó. Thẳng mẹ cái giò luôn hiểu rồi này. Thẳng mẹ răng mấy mình vẫn chơi mà. Sợ gì nó rớt. Thẳng cái giò luôn nó khỏe luôn. Mà làm sao mà đá được ông thầy cái là ok luôn á. Đá thì tôi là im đó. Đá đi, ông cho đá luôn đó. Cho đá luôn á, đạp ông cái đi. Đá đi, chú ngồi chút. Là ông thầy ông mừng luôn, ông có giận mà ông mừng luôn á. Quê chú mua nó bó rồi nè, mơ nó hết căng rồi. Làm rồi bó thuốc đây nè. Vậy ha. Bây giờ mình chưa mua băng, có băng không bó? Có. Không có băng mà lấy giải mà. Có, nãy nó cắt giải rồi, kêu là hai cắt rồi. Ủa, chạy rồi, chạy nước cây. Mà khỏi, cắt rồi. Có hả? Có. Mình giặt. Cái kia mình mua mình xài một ngày luôn. Khó chịu lắm. Xong đó mình giặt. Nó tự lại mà làm cái thầy nó bó mau lẹ luôn. Dính dính, mình ta dính ra làm đi. Đi vua được không? Thì ra khi mà người có điều kiện chạy lên. Là chạy nước tây á. Mua đi chạy lên. Quay gì đó. Nó bắn bằng cung á. Bó những vết thương á, mình mua được luôn. Nó xài hoài à, nó... Cung tây ở đây, bây giờ nó... Cả chiều cái mình giặt. Cái đó mà... Rồi, cái đấy đó hả? Tỉnh có. Thí dụ. Đây, ở đây quần quần gây dùm cho. Không có đồ, quay hắn được, quay máy được. Cái bỉnh này một. Có, thầy nhóc chứ nè, Liễu ơi. Cái bỉnh quá đẹp, xin đà ơi. Rồi đi. Sao với mày, nó tên tính toán gì vậy? Quỳnh Quỳnh Đà này chị cái ca này là bà con biết là tiếng tâm luôn đó. À. Bởi vì cái ca này là cái ca khó nhất nè. Ca này ca đặc biệt mà. Ca đặc biệt mà ca này không ai làm được đâu à. Từ từ á, chừng nào mà làm sao mà con Liễu nó chở mình nghiêng qua đời nha, là mau hết luôn. Con nào đau thì nói, con nói. Khi mà bé Liễu mà chở mình qua được làm lưng nữa là nhanh lẹ luôn á. Mau hết. Tại cái gốc nó là cái lưng á, cái gốc nó là cái lưng nó xuống mất chi dưới à. Cái lưng được, cái lưng này từ từ để vào 13 giờ quyết được cái lưng được. À, mình làm mấy cái này cho nó khỏe phần nhẹ nhàng nó mới chuyển lưng được. Là mình đánh nhỏ đi cái gốc rồi mình bứng gốc mà. À, làm cỏ phải tặng gốc đó, cho nó không mọc ra nữa. Mời ơi để co hoài của mày không được đâu nghe mời, cái hoài của mày làm dính gì luôn mời. Thấy không mời? Đúng rồi. Co hoài là dính gì luôn đó. Sao ừ. Làm? Tôi thấy trên YouTube mà tôi nóng ruột quá trời. Bây giờ là Quỳnh Đà mới lên tới luôn mới được, cứu cái ca này mới được. Quỳnh Đà đã hứa với tôi rồi. Tiếp tục mỗi ngày mỗi lên. Nãy giờ coi dài rồi nó đây. Nó chạy từ từ xuống rồi đó. Ừ. Nó thông xuống mà. Từ từ cái giò mình nó ấm lên, nó có độ ấm lên. Âm dương cái con rồi. Giò của hết nhà. Cái mời ra đây ngồi để cho ông thầy ông làm mình đừng có đụng. Ông để ông làm ông biết. Giờ phải lo
lo cho em đẻo cái niệm 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 hơi á, niệm nước á, nằm như vậy rồi nó mấy cái tháng này á là nóng nực, mình phải cần có niệm nước. Niệm nước phải không? Niệm nước thì đợi nó thông hơi, để cho kiếm, để cho mua. Nó được thoáng cái lưng mình á, không bị ảnh hưởng. Rồi rồi rồi, niệm nước. Rồi, liệu chỗ nào niệm nước không? Anh mua nghe. Cái ngày kháng sinh nè. Dạ. Sao cân? Sử là sử. Kháng sinh nè, bản này. Bây giờ là ba đó. Là thuốc cũng như là nó ngứa. Bây giờ gì nè? Nếu con nói mời nghe, con tư vấn cho mời nghe, giờ thuốc này còn nhiều không? Thuốc mình mua sẵn còn nhiều không? Không, mua cũng như thế. Mà mỗi một ngày vậy mình sử dụng mấy liều? Một lần em cũng mua cho chị ba. Nó sáng, trưa, chiều. Mà bây giờ thuốc này là do to bác sĩ ra hay là cho mình biết mình đi mua? Không, cũng như mình nói nó nhức rồi nó tê này kia đó. Tôi bây giờ để con nói cho mời nghe nè, cái thuốc này tạm dừng một khi mà đức ông thầy Đà ông có loại thuốc cho mình uống. Dạ. Chúng với cái cách trị bệnh ông thầy Đà cái thuốc này á tạm thời dừng đi nha. Nếu mà nó giải quyết được cái bệnh cho em bé Liễu rồi là nó hết rồi, nhưng thật sự nó không hết. Những cái thuốc tây này á nó rất là lợi hại, nó là một dao hai lưỡi ha. Nó có tác dụng phụ rất nhiều, mình uống sau này á nó ảnh hưởng lá gan và nó làm cho nóng, em Liễu ngủ không được nữa, thì sau mai mốt nó ảnh hưởng cái thận luôn. Này đã có triệu chứng rồi, theo như tôi hồi nãy là tôi khám cho bé Liễu thấy là biết hiện bây giờ là cái lá gan nó rất nóng, cộng thêm cái thận nó bị nhiễm thận suy rồi, thành thứ ra giờ con nói cho mười là tạm ngưng cái thuốc này. Tất cả thuốc gì do thầy Đà chịu trách nhiệm ở đây, tại vì thầy Đà lẫn cái bệnh này là thầy Đà có thuốc. Còn thí dụ những cái thuốc gì mà liên quan tới cái ngực của em thì cho em uống tự nhiên, còn cái thuốc nhức tê này nên dẹp ha. Chú cho cái đai đồ dùng thuốc tự tự rút lên á, rồi con tự tự đưa ra luôn, con tự đưa mời thấy kết quả không mời? Mừng quá, vỗ tay bà con ơi, vỗ tay. Con cứ việc tập lên cái vô nào, có mệt thì thôi thẻ cái vô vậy. Rồi trước hết là vậy đi thầy Đà ơi, từ từ mình làm nhiều ngày. Có gì có gì không quên. Nhiều quá nó đuối á. Giờ cái bằng áo này đó. Thôi khoan khoan, đợi chút đi. Ông cứ so đi, ta đi mua ăn rồi. Ta đi mua ăn, ông ơi cứ so đi. Không mà không, con ngồi mà. Dạ được. Mệt chút phải không? Bị nào chú ra phải cho nó bị ngưng quá lâu rồi. Bây giờ thì mình tập lần lần vậy. Dạ. 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 Thầy Đà cái này nổi tiếng rồi. Mấy tháng mà cái giò cứ ngắt không nhúc nhích được, bữa nay thầy Đà làm một chút xíu là tự nhiên cứ kéo vô kéo ra bình thường. Quá hay thầy Đà ơi, cố gắng thầy Đà ơi. Cái thuốc này nãy cái loại thuốc ngứa đấy cho nó uống nè, còn nữa cái thuốc nhức như cái kháng sinh đừng cho uống nữa, nó ảnh hưởng lắm. Nó ngứa với nó tê. Tại bác... cô biết sao nó ngứa không? Máu nó không có thông bắt buộc phải ngứa nó tê. Nó như kiến bò nó cũng làm khó chịu nữa. Mít mít gì đau không? Đau không? Mít mít qua đau gì đau không? Đào một cái rồi nó giãn ra. Quá hay, sư phụ. Cái này là sư phụ thôi, cái sư phụ thôi. Ví dụ cái nữa coi đau ít hơn nhiều, ví dụ nãy thấy đau 10 phải không? Bây giờ nó đau 1, 2, chú biết. Hay là đau y khổ. Đúng rồi đó lại. Không, khỏi. Nó dài đó. Nó dài thì mình quấn hết cái giò nó hay. Cắt cái lòng ngay. Đi không? Thầy Đà ơi, khó băng là thầy Đà ơi nè. Rồi cái chiều á, mà nó sẽ sáng thì cái này chắc sáng. Dài đó, ta nói dài, chắc làm ngay cũng được không? Không dài đâu. Lên tới đó luôn, không dài đâu. Ở đây ta xài cái này nhiều lắm, tao biết rồi. Em không có để ông đến cắt giải gì. Chính em mình xài được nhiều ngày mà. Em nó không tiền, đến đấy đi tớ, bó bằng... Không có phải không? Cái này á, mình làm cái đi, cái sáng cái cô lấy cô giặt. Mình tiếp tục cái này mình thay đổi ha,
giặt mình xài nữa chứ không phải một lần mà mình bỏ. Nói chung là ông nào chị cái này tôi bỏ hết bệnh rồi, hai bữa lần sau cho em tôi hết bệnh thôi, còn vụ khác rồi để có cậu ông sợ tiết kiệm ổng đúng rồi, tiết kiệm cho cháu, tiết kiệm thì đúng nhưng mà cứ làm đi, cậu lên tiếng mới bị cứ làm. Quên nữa. À, thì mình quấn vậy rồi bao lâu mình mới tháo vậy Quynh Đà? Nó nóng chứ mình chạy hết tóc mà mấy người mà còn nóng nữa. Xịt xịt để lâu chút. Cái mình mua rượu qua mình để vậy đó. Thứ hai nữa khi mà nóng thì sao vậy? Là có nghĩa là từ đây tới hiện giờ là chiều. Tới 10 giờ. Tới 10 giờ tối hôm mai hay là 10 giờ sáng? 10 giờ 10 tối. 10 tối ha. Là cái vô vậy. Là thuốc này nó lưu dẫn ra hơn 12 tiếng đồng hồ. Ừ mà mình đổ vụ vô nóng nữa. Cái mình phải ra kiếm cái chai mà cái thợ sẽ hớt tóc mình xịt ra. Đó vậy mình lấy rượu mình xịt vô xịt nó xịt xong cái đầu nó thuốc nó nở ra nó rút vô cũng như là mình làm một lần nữa. Vụ được 12 giờ 12 giờ mình thèm mình tháo ra đúng không? Cách 1 tiếng đồng hồ thì mình xịt lần đi. Thường xuyên xịt là xịt nó thấm vào, xịt rượu á, cho thuốc nó nở ra nó thấm vô tại một thời cái nó khô. Xịt hoài vậy hả? Tiếng hồn xịt. Hello cậu nghe. Để, nếu mà sớm vậy giờ này mấy giờ rồi đó? 4 giờ mấy? Dạ, để gỡ số điện thoại qua cho chị ha, rồi chị điện cho chú ha, rồi cái là chú nói cho mình rõ ràng hơn. Dạ, nó mô với Đà Phật. Dạ. Phết vô cái băng ông đó, phết vô băng cái da dạ dưới cái nhượng đó. Ừ, hay lắm. Cái nó dạ dưới cái nhượng nhiều á, nó chỗ đó thần kinh nó nhiều. À đúng rồi. Tối rồi thầy Đà ơi, nhưng mà sớm nữa à. Giờ tiếp tục qua cái giò kia nhẹ nhàng thôi. Đưa đất cắt mà. Vậy là bao giờ mà tháo ra còn nghe nói với... Lấy cái băng này luôn á, nè ông Đà ơi. Có mấy người mua thêm cái nữa. Thì kia mua một cái nữa ông làm. Làm đi, có gì người ta đi mua hai cái nữa. Đi mua cái gì vậy mà? Mua hai cái nữa. Để Năng đi mua giùm đi Năng ơi. Mua đâu hai cuộn nhiêu vậy? Đi mua trên tỉnh thuốc Tây để con đi mua cho. Hai cuộn nhiêu? Hai cuộn 30. Ờ gì hả? Rồi. Giá tay nó. Nó dễ cái có này. Có tiền, ấy khó lắm. Cái liệu cho anh hỏi qua quá trình điều trị của chú trong gần trên dưới nửa tiếng đồng hồ thì cưng thấy sao, cưng có thể nói cái ý của cưng, ý thật thật lâu của cưng bớt không cưng thấy sao, cưng nói đi bây giờ cưng co ra coi con sao nó đỡ không hay là nó y hay là nó y cũ sao đó, cưng nói thẳng đi. Cái co ra co vô được, ừ. Lên thì nó lặn lắm, co ra co vô không có được. Bây giờ co ra vô được ha. Rồi bây giờ cưng có thể cưng nói thêm là cưng có thấy cái giò nó nhẹ lợ không hay là nó giống như trước mà chì chịch? Dạ nhẹ. Nhẹ. Rồi cho nó mô cho Đà Phật đi. Có sao nói vậy nha cưng? Cháu chưa làm mà cháu nhẹ được bao nhiêu phần? Dạ, đầu đó cái giò nè con là nó dạng như nó rút lợ á. Không có cơ, nó rút lợ. Nó rút lợ, không có cảm giác mà thẳng ra không được, coi vô cũng không được luôn. Bây giờ Quynh làm vậy rồi cưng thấy sao, cưng thấy là nó co ra co vô thấy nó được khoảng mấy phần trăm rồi? Khoảng cỡ 30-40%. Nó mô với Đà Phật rồi, quá quý rồi. Thì cái này cũng không phải thuốc tiên cưng, phải cũng từ từ nó mới hết rồi, chứ bệnh của mình cũng là bệnh khó nữa cưng. Ở đầu mà được 30% là quý rồi. Rồi thì mình tiếp tục vậy đó là nó sẽ hết cho cưng. Vậy là cái này khoảng tầm 10 tiếng đồng hồ là mình sẽ mở ra nghe Quynh Đà. Rồi trong thời gian 1-2 tiếng là mình phun rượu ha. Tiếng hồ 2 tiếng phun rượu. Thuốc này nó lưu dẫn trên 12 tiếng mà như mình có sớm thì cũng phải 8 tiếng hoặc 6 tiếng. Rồi cho cái nào dẻ vô cho chùi cái đó luôn sạch sẽ đi. Bây giờ
bây giờ bằng qua bằng đo này tôi sao thương ơi cho có thuốc bó luôn. Rồi đúng đúng rồi vô đi. Cái đò này bị gãy. Thành thử ra bó cho nó cứng gần là coi kéo được bằng nào đâu đấy. Rồi như vậy hết cơn ha Liễu. Cái nào cũng đó. Thầy chưa nào cũng đã người ta biết khó mà cái nào cứng nằm tự nhiên vậy ông thầy ông làm được sao ông làm. Ờ giờ nào cứng đau cái nào cũng nói đâu. Thấy đau. Con nói cho ông thầy không biết được. Mới nào đâu đấy. Ví dụ các bạn có biết không? Mới mẻ quá thần kinh mình nó từ lâu mấy tháng nay nó bị bớt được phần ngủ rồi muốn đánh thức lại thần kinh cũng phải có một thời gian nóng đúng rồi nóng nó mới lưu dẫn máu của con được chừng nào nó thấy hết khô thuốc này mà con không có nóng đó, là thầy chạy còn nếu mà không có nóng là thầy con nóng là nghĩa là nó còn có cảm giác đó cưng nếu mà nóng là còn cảm giác á đi chục cầu ba ngày mà không thấy nóng là thầy chạy luôn. Còn cái này là có thương lên. Cái giò bên đây là cái giò là cái giò gãy của bé Liễu nè quý vị ơi, quý vị cái giò này là đặc biệt cái mà nằm ở đây hoài luôn nhìn nè nó không nhúc được luôn đâu quý vị ơi. Nó nằm mà là máu chảy đều. Gì? Trời. À. Biết sao? Rồi. Cái giò gãy máu chảy đều bó thuốc nóng cho. Cái máu có nuôi xương lại. Thì kính thưa quý vị thì cái huynh Úc Đà này và huynh Cát Tường là một huynh là chị về bên là tâm linh là Cát Tường, còn huynh này là chị về bên là xương mặt đó xương cốt kia đó quý vị. Thì bởi vậy Quốc Tạo cũng rất là cảm kích tấm lòng với huynh, cũng mới rước huynh lên đây để điều trị cho em Liễu, cũng là người em nuôi của Quốc Tạo. Thì Quốc Tạo cũng cố gắng hết mình quý vị ơi. Thì cái bệnh tình của em Liễu nó nặng quá, thấy nó khó khả quan, nhưng mà vừa qua thì huynh đã kéo cái giò được tới ba giai rồi thì Quốc Tạo rất là vui luôn. Kéo cái giò tới ba giai là Quốc Tạo rất là vui luôn. Nó lúc trước là phải Liễu là làm không được quý vị, bây giờ kéo được rồi đó, lúc trước là dùng tay, bây giờ đó vậy thấy không quá im rồi đó, bị bó nó khó. Rồi huynh kéo lại cái trạng thái cũ lại như huynh, để không nó rút lại nó huynh kéo cái thái cũ rồi vừa vậy đó rồi. Cảm ơn huynh nhiều. Còn cái này là cái giò này là cái giò bị gãy nè quý vị. Bị gãy nó có phần đỡ hơn đấy. Cái giò này là nói là nó đụng vô là nó đau đó. Bởi vì bây giờ cũng rất là khó khăn trong cái phần điều trị luôn. Này có mấy giờ rồi? Dạ, mấy giờ thầy nói mấy tiếng hồ, 2 tiếng hồ gì tháo ra đó. À, không mà 10 tiếng à, 10 tiếng mới tháo ra, còn trong vòng 2 tiếng thì xịt cuộn là rượu á, rượu mình á, xịt rượu cho nó ấm nước gì đó. Mà tháo ra xịt rượu à? Không, mình để vô luôn xịt. Để vô xịt rượu. Để vô luôn. 10 tiếng rồi tháo ra hả? Dạ, mình tháo ra. Tháo ra, theo con á, mình cứ để thuốc vô đi, thuốc mà, cái đâu phải cái gì đâu mà mình... Dùng là thơm nữa. Thuốc mà, cái đâu có gì đâu mà... Bắt cái núi vụ còn có gì thôi. Không có hôi đâu nè, không hôi đâu, tôi thấy thơm. Cái bướng à, thuốc. Dũng nhất gì còn nhất không? Dũng nhất nhất không? Nhất dạ. Nhất nhất dân chỗ này. Đó là đâu, ở đâu cưng, ở trong nhượng hả cưng, trong nhượng vợ giữa hả? Động nhất cái gì? Hai nên công như vợ nhưng còn nhất không? Động vô nhất không? Động nhất. Rồi, có lý á. Có lý không? Nó lý nghĩa là nó cảm giác à. Bụi khác cho hậu chị cho con em quá tờ khổ giúp cho nó Phật cho hậu cho mau hết. Bởi vì mấy huynh làm cái gì mà huynh có niệm Phật thì dưới trình với chư thần thì mấy huynh sẽ làm ca nào hết cho nó. Nhờ cái thằng Linh Phật tổ thầy độ bây giờ hết biết đường đó. Giò gãy này làm sao mà làm được. Chứ mình bó cho nó ăn nuôi xương lại. Hồi nãy nó đau mừ đi. Tôi trà nhẹ coi nó đau bớt là y chang cũ nó nha. Một có chịu không hả?
chị ơi, đỡ ngang. Quá trình trị liệu của em Liễu là quá cạo cập nhật suốt luôn nha quý vị, không có ngắt video luôn nha quý vị. Thì đến lần sau thì mời quý vị sẽ đón xem tình hình của bé Liễu nó khả quan như thế nào, mà quý vị đón xem kinh của Quốc Tạo và Quốc Thành. Nam mô A Di Đà Phật. Qua gần trên dưới 40 mấy phút là Quốc Tạo chưa tắt nhắc video luôn nha quý vị. Để coi bé Liễu nó chuyện như thế nào. Còn nhớ không? Buông hết chứ không? Buông hết hả? Đi vậy? Ờ, nóng, nóng khó chịu. Mà trời trời, dán nó quen. Bữa nay không được rồi, mơ nó quen à. Có phòng không chú? Không không. À, rồi, ok, gì không phòng gì được, cưng gán đi cưng. Ha, thuốc mà. À. Đi mua rượu đi, xịt lên. Mua chai xịt, ví dụ cái mình đợi, cái mình đổ rồi mình xịt. Cái giò đó làm nhẹ ta chứ. Giò nó nặng quá. Nhờ cái độ nóng đó mà nó thông máu rồi nữa. Không có nóng mà xảy luôn. Chú giỡn nhẹ nhẹ lên chú tha dưới chú. Giỡn nhẹ chú tha dưới được mà. Ờ giỡn nhẹ chú tha dưới đi. Ờ chú lấy đồ chú tha dưới đi. Đó vậy đó, ở cỡ đó chú tha được rồi đó. Ờ. Cho ông tha gán cho ông tha đi liễu luôn cho thuốc thuốc vô. Thổ thầy cho tôi gỡ cái giò lên cho nó nhẹ. À dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong quá trình thời gian điều trị vừa qua thì Quốc Tạo cũng đã thấy huynh Úc Đà cũng đã giúp cho em Liễu thì rất thành công. Quốc Tạo cũng rất là vui. Thì mong rằng sự gia hộ của Phật Tổ Phật Thầy giúp cho quý vị tăng trưởng trên con đường đạo đức, giúp đỡ mọi người vậy nữa. Thì Quốc Tạo cũng rất là cảm kích. Thì đến đây thì Quốc Tạo hỏi huynh Cát Tường thì về cái phần tâm linh thì Quốc Tạo muốn hỏi huynh là huynh thấy cái căn nhà này nó như thế nào, để huynh có thể thấy và biết được như thế nào, huynh nói ra và huynh giải như thế nào để giúp cho em Liễu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin kính chia sẻ cùng với cô bác cái về cái phần khi mà tôi là bước vào căn nhà này thì tôi có một cái cảm nhận. Thật ra về phần này là phần vô vi quý vị ơi, phần tâm linh, thành thử tôi không có chỉ rõ được cho quý vị thấy. Nhưng mà có một cái cảm nhận theo riêng của tôi thì cái nhà này có một cái chất âm khí nặng nề lắm. Này cũng như là nói về cái bệnh của em Đẻo đây cũng là một cái quan gia trái chủ ha, đây là một cái nghiệp lớn. Thì hôm nay nếu mà tôi không nói thì thấy nó cũng xót xa trong lòng. Nếu mà nói thì đã có động chạm hay là có cái gì thì mong quý vị cũng thông cảm cho. Tại vì về mặt tâm linh thì nó không có hiện thực cho quý vị thấy được. Thì cái đó thì mong rằng quan hỷ giùm cho các thường đây. Thì theo cái cảm nhận và hiểu biết của các thường thì các thường xin hứa. Nếu mà có duyên một lần nữa các thường đến đây dùng bông hoa, dùng bông hoa và nguyện giái ân trên thầy tổ Hồng Ân Tam Bảo để các thường có thể là tẩy tịnh và giải cái nghiệp chướng này dùng cho gia đình. Thì thật sự ra cái phần này thì nó cũng hơi khó nói cho quý vị tường tận được. Thì với cái tấm lòng hôm nay thật sự mình nói coi qua những cái kênh YouTube của Quốc Tạo về cháu Liễu thì thật ra từ nó động từ tâm, mà hôm nay rủ huynh Đà cũng là đồng đạo bằng cách nghĩa nhau, cũng là ngày trước khi tôi và huynh Đà cũng từng đi cứu giúp đỡ cho những cô bác bệnh tật à. Thì hôm nay đến đây cũng xét thấy rõ ràng là gia đình này nó rất là gọi là, bây giờ mình dùng cái từ này đi, là cái âm khí rất nặng trong gia đình này. Thì tôi xin hứa với quý vị là tôi cùng Minh Đà sẽ cố gắng đến đây để giúp cho cháu Liễu được vượt qua cái khốn nạn này, khốn khổ này. Thì nguyện ơn trên là Hồng Anh Tam Bảo, Tổ Thầy
gia hộ cho em được giải hết cái nghiệp quả này, giải hết quả căn này, đi đến cái chỗ mà mạnh giỏi. Thì ước mong làm sao cùng với quý vị chung tay góp sức thì cũng niệm một niệm Phật để giải cho cháu Liễu ở đây. Thì qua sự thấy biết của tôi thì tôi xin chia sẻ với quý cô bác như thế đó. Thì mong rằng cô bác cũng đồng tâm hiệp lực niệm một niệm Phật để tiếp giúp cho cháu Liễu mình được vượt qua cái nghiệp quả này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì quốc tạo rất là cảm ơn hai huynh. Một huynh là đã giúp đỡ bằng cái phần là trị về xương cốt cho em của quốc tạo, tức là nuôi quốc tạo là bé Liễu. Còn huynh thì đã cho biết được là cái việc ở nhà này nó có là nó thẳng lên là có quan gia trái chủ á. Đúng rồi. Quan gia trái chủ á, thì huynh đã vô, huynh dùng tâm linh nên huynh đã thấy được. Thì quốc đạo cũng rất là đi hiểu, đi tìm hiểu biết những cái việc tâm linh. Thì quả là huynh nói huynh cũng trị nhiều người hết vì bệnh tâm linh, quốc đạo cũng có chứng kiến. Và quốc đạo cũng rất là tin huynh. Thì nếu mà chuyến sau huynh có ghé hoặc là có cơ hội đó thì huynh cũng cố gắng giúp cho đệ, giúp cho em bé Liễu bằng cách là giúp cho quan gia trái chủ đó nghe huynh, giải nghiệp của huynh. Dạ dạ, thì hôm nay tôi cũng hứa với tất cả cô bác đằng xa thì chắc có lẽ ngày mai tôi tới không được thì có huynh đà đây tiếp tục để trị về bệnh của khoa đông y cho cháu Liễu ở đây. Trước mắt cô bác cũng thấy rồi đó, nó có kết quả mỹ mãn. Bao nhiêu tháng nay cái bệnh của cháu Liễu nó bị cái thần kinh nó bị ngủ rồi, nó mê rồi, nó co rút luôn rồi, mà trong khoảng tích tắc cho thời gian vài chục phút mà huynh đà làm cho đánh thức được cái thần kinh đó thì nó có một cái kết quả thấy rõ ràng, thì cũng chúc mừng. Thì bước đầu tiên mà hôm nay là ngày đầu tiên mà làm nó có kết quả gì thì mong rằng thì chắc có lẽ ở đây từ từ là cháu Liễu nó sẽ bình phục. Yeah. Đây là nói là cái bình phục về phần chi dưới hai cái giò thôi nghe quý vị. Yeah. Còn cái phần trên mà cái bệnh của em nó bị cái ngực này là phải có một cách điều trị khác. Tôi xin hứa về cái vấn đề mà về tâm linh đó thì ngày mai thì chắc tôi tới không được rồi, có nhiều công việc lắm, thì chắc có lẽ ngày mốt hay bữa kia khi nào ấy tôi điện thoại cùng quốc tạo có hay để chuẩn bị có một cái chu đáo hơn. Yeah, yeah. Thì tôi xin hứa ở đây với cộng đồng, với gia đình thì với quốc tạo tôi sẽ cố gắng, mình biết những cái gì để giúp đỡ cho em cháu được thì nên làm thì tôi cố gắng sẽ làm. Dạ. Mẫu vậy đón xem những cái phần tiếp theo của trị bệnh của bé Liễu cho nó sẽ diễn biến như thế nào về cái hai cái chân và từ từ sẽ đến cái phần được. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.